Ông Komodo đến tuổi sinh sản vào năm thứ 9. Mùa giao phối bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 8. Khi con đực tìm thấy một con cái đến tuổi giao phối, nó sẽ dùng lưỡi của mình để út ta ta, để bắt được mùi hương của con cái và để xem con cái đã sẵn sàng hay chưa. Chứ để làm cái gì? Các bạn vừa nghĩ cái gì đấy? Vơ vẩn. Hello. Chuẩn bị lên hình em ơi. Xin chào, rất vui được gặp lại tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Không Giới Hạn. Các bạn thân mến, rồng Komodo là loài thằn lằn săn mồi đáng sợ nhất trên hành tinh, hiện đang sở hữu một khối bất động sản vô cùng là khổng lồ, đó là vài hòn đảo nhỏ ở phía nam Indonesia, và chúng là những kẻ thống trị ở vùng đất này. Với kích thước cơ thể có chiều dài lên đến hơn 3 mét và nặng hơn 130 kg, rồng Komodo thậm chí còn lớn hơn cả một người trưởng thành chưa cai sữa. Chúng có khả năng di chuyển với tốc độ đáng ngạc nhiên, khoảng hơn 18 km/h. Tuy nhiên, rồng Komodo hiếm khi rượt đuổi theo con mồi, thay vào đó, nó chờ đợi thời cơ mới ra tay. Vậy thì con thằn lằn to nhất quả đất này còn điều gì thú vị nữa mà chúng ta chưa biết? Hãy cùng với mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Mỗi chân rồng Komodo đều có 5 móng sắc nhọn để nắm giữ con mồi. Hàm của rồng có 60 chiếc răng, có cấu tạo không phải để nhai mà là để xé thịt con mồi. Sau khi đã xé nhỏ, rồng Komodo thường nuốt chửng. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là chúng xơi mọi thứ, từ lông, da, thịt, xương, thậm chí đến cả móng. Lý do là bởi cơ quan tiêu hóa của những con thằn lằn này có chứa dịch tiêu hóa giống như loài rắn để tiêu thụ được cả những thứ cứng chắc như là xương. Giống với loài cá mập, rồng Komodo cũng có khả năng thay răng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không phải là cách chúng ăn con mồi, mà là cách chúng săn con mồi. Có thể nói là nước dãi của rồng Komodo có ích hơn nước dãi của con người chúng ta. Lý do là bởi nước dãi của loài rồng này không chỉ dùng cho những phi vụ đá lưỡi, bôi trơn, mà nó còn là một loại vũ khí giết người vô cùng hiệu quả. Thứ nước dãi có mùi kinh tởm này có chứa tới 50 loại vi khuẩn khác nhau, trong đó có 7 loại gây nhiễm trùng máu. Sau khi bị rồng Komodo cắn, con mồi sẽ bị nhiễm trùng máu, giảm huyết áp, tăng cảm giác đau, lại khiến cho con mồi không thể bỏ chạy xa và sẽ chết ngay trong vòng vài giờ. Ngay sau đó, rồng Komodo sẽ sử dụng khả năng xác định mùi cực nhạy của nó để lần theo dấu vết con mồi. Bộ phận cảm biến trên cái lưỡi trẻ và dài của nó có thể xác định được mùi thịt thối cách đó 11 km. Tuy vậy, con mồi chết cũng thu hút nhiều con rồng khác tới. Rồng Komodo có khả năng ăn cực nhanh, có thể đạt tới 2,5 kg thịt trong một phút. Chất béo được dự trữ trong cái đuôi dài của nó. Nhờ vậy mà loài rồng Komodo này có thể nhịn ăn trong vòng một tháng mà không hề hấn gì cả. Mùa mà những con rồng yêu thích nhất có lẽ là mùa khô, nhất là vào tháng 11, khi mà nhiệt độ nóng nhất trong năm với nhiều nguồn thức ăn đã khô cạn. Cuộc sống của nhiều loài trở nên khó khăn do thiếu nước, trong đó có những con trâu nước. Chúng tập trung tìm những nguồn nước ít ỏi để không bị nóng, và tránh những con côn trùng khát máu. Là những kẻ biết tận dụng thời cơ, những con rồng đã tập trung ở những nơi đó không phải là để uống H2O. Hả? 2H2O à? Ừ thì 2H2O. Những con rồng tập trung ở những nơi đó không phải là để uống 2H2O, mà là để kiếm miếng ăn. Nhiệt độ nóng không khiến chúng nóng máy mà máu liều nhiều hơn máu não rồi tấn công con mồi. Thay vào đó, chúng vô cùng nhân đạo, đó là nằm chờ đợi cho đến khi một con mồi nào đó tự ra đi thanh thản hồn nhiên nhất. Ví dụ như con trâu nước cái này đây, nó đã giả mõ đễ, phụ tùng thì sập sệ hết cả. Nó đang đi đến một nguồn nước. Em trâu già đã quá tiểu tụy và mệt mỏi, gần đó là những kẻ săn mồi đang quan sát và chờ đợi. Con rồng lau cá biết rằng trâu nhìn thì có vẻ yếu, nhưng nó vẫn dư sức để chống trả. Nếu như chẳng may bị cặp sừng kia chọc thủng da hay mắt thì toang vô cùng. Vì thế nên chả việc gì phải vội cả. Con trâu nước cái này có một vết thương nhiễm trùng ở phía sau. Một con rồng Komodo mới lớn thích thể hiện đã mò đến. Nó muốn chiếm lấy thân xác em trâu già trước khi những con rồng trưởng thành lấy đi mất. Cái kết là con rồng cho choi kia đã phải bỏ cuộc chơi quá sớm vì con trâu vẫn còn dư sức để tự vệ. A few moments later. Sau đó không lâu,
con trâu cái bị những con trâu khác đuổi khỏi nguồn nước. Nó đi lang thang trong vô vọng, mà vết thương nhiễm trùng thì ngày một tồi tệ hơn. Cuối cùng, nó đã kiệt sức và đành dừng lại nghỉ. Những con rồng vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con trâu nhắm mắt xuôi chân. Một trong những con rồng nhìn quá lâu đã uống hết mấy lít nước bọt. Nó có vẻ như đã vã lắm rồi, không thể chịu được nữa. Và nó nấn ná đến cắn vào vết thương con trâu cho đỡ thèm. Nhưng ở phía ngược lại thì trâu chưa muốn chết ngay, vì nó còn chưa thấy ông bà ông vải của mình mang phi cơ đến đón, nên nó đã đuổi con rồng đi. Những con rồng khác ở những ngọn đồi gần đó đã đánh hơi được con mồi đang chết dần chết mòn. Trong đêm hôm đó, con trâu nước cái đã ra đi mà chưa kịp viết di chúc cho rồng Komodo. Sáng hôm sau, những con rồng đã tụ họp đầy đủ, và vì không thấy di chúc trâu để lại nên đã tính thân thằng nào thằng đấy lo. Ăn được cái gì thì ăn, không ăn được thì té. No, God! No, God, please, no! 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 Vào thời điểm khô hạn nhất trong năm, những con rồng liên tục tổ chức party vì cứ vài ngày lại có một con trâu chết, giúp chúng tăng cân nhanh chóng, dự trữ mỡ trong mùa mưa. Thời điểm mà chúng không còn có thể kiếm ăn một cách dễ dàng nữa. Những con rồng nhỏ hơn mon men đến với hy vọng có thể tìm kiếm được một miếng thịt cho riêng mình. Chúng cần tuân theo thứ tự, nếu như không muốn bị đá vỡ mõm. Những con già hơn và lớn hơn sẽ ăn trước, những con nhỏ hơn rất rụt rè khi tiến đến con trâu đã chết. Một con rồng Komodo trưởng thành có thể ăn lượng thức ăn nặng đến 70% trọng lượng cơ thể chúng. Điều này là vô cùng quan trọng, vì có những thời điểm chúng chỉ kiếm được một vài con mồi mà thôi. Đến tháng 12 mùa mưa trở lại, cũng có nghĩa là thời điểm khó khăn bắt đầu cho những con rồng Komodo. Chúng là loài động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể chúng thay đổi theo nhiệt độ môi trường xung quanh. Khi nhiệt độ giảm, chúng sẽ trở nên bơ phờ, khiến chúng không còn mấy tâm trạng mà đi săn. Theo chiều ngược lại, những loài động vật khác rất thích mùa này vì bây giờ có nhiều thức ăn cho chúng. Đặc biệt là trâu, mưa đến như giải cứu cho những chú trâu ở nơi đây. Nước thì đâu đâu cũng có, cỏ thì xanh mơn mởn tha hồ mà hốc. Đừng tìm trâu nữa, trâu cua ngày xưa chết rồi. Đúng là như vậy, vì trâu bây giờ đã vô cùng khác, vừa đẹp trai, khoai to, lại còn thân hình vạm vỡ, nên không sợ bố con thằng nào cả. Những con rồng khó có thể săn được chúng. Vì vậy, rồng đổi vị bằng cách săn con mồi khác, đó là những con hiều. Rồng Komodo tưởng rằng mình thông minh lặng lẽ đi trong những đám cỏ rình mò bắt con mồi. Nhưng hiều đâu có ngu, chúng lại tụ tập ra bờ biển, nơi rồng không thể ẩn nấp. Trong số chúng có một con hiều được bị thương. Theo tư duy logic 3 giây của mình, thì khả năng nó vừa choảng nhau với một con đực khác là vô cùng cao, và nó đã bị thua. Gần đó là một con rồng đang quan sát nó từ trên cao. Công việc quan sát khá buồn chán, nên nó ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng, nó và đồng đội đã tập trung xuống bờ biển để lùa con hiêu ra sát mặt nước, nơi chúng có thể tận dụng kỹ năng bơi lội và đẩy con mồi khó di chuyển hơn. Không chờ đợi những con rồng thay phiên nhau tấn công con hiêu. Cuối cùng, hiêu đã căng cơ háng, mỏi cơ mông và không thể nào tránh né được cú cắn đầy chất độc của rồng Komodo. Họ hàng anh em nhà hiêu gần đó chỉ biết đứng nhìn mà không dám làm gì cả. One hour later. Thân xác em hiêu bị phanh thây chỉ trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ. Rồng Komodo đến tuổi sinh sản vào năm thứ 9. Mùa giao phối bắt đầu từ tháng 6 cho đến tháng 8. Khi con đực tìm thấy một con cái đến tuổi giao phối, nó sẽ dùng lưỡi của mình để út tà tà, để bắt được mùi hương của con cái và để xem con cái đã sẵn sàng hay chưa. Chứ để làm cái gì? Các bạn vừa nghĩ cái gì đấy? Vơ vẩn. Thế nhưng trong một cái mùa mà con nào cũng hừng hực khí thế muốn viết thêm vài dòng cho gia phả, thì kiểu gì cũng có những kẻ phá bĩnh đòi cướp phần. Cuộc chiến giữa những con đực xảy ra nhiều như cơm bữa, chỉ những con nào thắng mới được phép giao lưu kết hợp với con cái. Theo như kết quả nghiên cứu của tôi, thì tư thế yêu thích của lũ rồng này là úp thìa hoặc úp thẳng. Sau khi giao phối, mất một khoảng thời gian là một tháng để các quả trứng được thụ tinh trong cơ thể con cái, phát triển đầy đủ và được đẻ ra. Sắp tới ngày sinh nở, rồng cái sẽ bắt đầu đào một cái hang.
Nó sẽ đẻ từ 20 cho đến 30 quả trứng trong một cái hang. Những cái hang còn lại sẽ đào với hai mục đích. Một là tìm ra nơi thích hợp cho những quả trứng nở. Và thứ hai là đánh lạc hướng kẻ trộm. Những quả trứng sẽ nở sau 8 đến 9 tháng, tùy thuộc vào nhiệt độ trong lòng đất. Trong thời gian đó, con mẹ sẽ ở gần một cái hang để bảo vệ trứng. Nó sẽ rời bỏ cái hang ngay lập tức trước khi những con rồng ra đời. Có lẽ là để nó không nghĩ đến việc ăn chính những đứa con của mình chăng? Mà thôi kệ đi. Sau 8 tháng ấp những quả trứng đã nở, rồng Komodo con chui từ dưới mặt đất lên. Chúng dài khoảng 40cm. Ngay từ đầu, chúng đã phải sống tự lập và trở thành con mồi được ưa thích cho những con rồng trưởng thành. Rồng Komodo có thể ăn được những gì chúng kiếm, kể cả trứng và rồng Komodo con. Để giữ mạng sống, những con rồng con sẽ trèo lên cây và đăng ký tạm trú ở đó cho đến khi đạt 2 đến 3 năm tuổi. Một con Komodo con rất tự tin khi ra bờ biển tắm nắng cho đẹp da. May là nó đã kịp thời nhìn thấy một con rồng trưởng thành đang tiến tới. Ngay lập tức, nó chạy như ma đuổi tới một cái cây gần đó và trèo lên. Con rồng trưởng thành kia vẫn nhìn theo con rồng con và bình tĩnh tiến tới. Rồng con đã trèo lên cây rồi, vì quá sợ mà tim nó đập thình thịch bùm bụp bùm bụp bùm bụp, thình thịch bùm bụp bùm bụp bùm bụp. Chết đấy, lại lộn chủ đề rồi. Mắt nó chăm chú nhìn con rồng kia đến nỗi không thèm chớp mắt. Rồng lớn đã bò được đến cái cây và đang tư duy để tìm xem làm cách nào có thể trèo được lên cây. Rồng con thấy tình hình có vẻ không ok la cho lắm, bèn di chuyển sang vị trí khác an toàn hơn. Do cơ thể nặng nề nên việc trèo cây là cách săn mồi không mấy hiệu quả lắm. Cuối cùng, rồng trưởng thành đã phải bỏ cuộc. Rồng con đã được an toàn. Rồng con tự nhủ, may thế, đúng hôm nay tổ tiên phù hộ, nếu không thì vong mạng rồi. Tiếp theo, để trấn an tinh thần và cũng để cho đỡ đói, nó đi xuống các cành cây tìm mồi. Món ưa thích khi chưa đến tuổi dậy thì của nó là côn trùng, nhện và những loài động vật xương sống nhỏ. Nó sử dụng khứu giác nhạy bén của mình để tìm mồi. Lần này, nó bắt được một con nhện và một con tắc kè. Rồng Komodo từ 3 cho đến 5 tuổi rất nhanh nhẹn. Ở tuổi này, chúng thường xuyên bắt chim, trứng và động vật gặm nhấm. Một thanh niên rồng đang đánh hơi nghe ngóng xem chuột ở đâu trong các bụi cỏ. Chuột nhanh chóng vít ga, phóng như một mũi tên, nhưng rồng cũng nhanh không kém, bật tốc biến đuổi theo. Thợ săn mới lớn này nuốt chửng con chuột trong khi nó vẫn đang quằn quại. Xa xa trên đỉnh núi là một con rồng đang đăm chiêu nhìn về phía chân trời. Nó đang suy nghĩ đến một tương lai xa lắc xa lơ khi mà hiện tượng biến đổi khí hậu và nạn săn bắt trộm đang làm giảm số lượng những con mồi của nó. Và rất có thể, vào một ngày không xa, dòng họ nhà rồng sẽ là những sinh vật cuối cùng còn sống trên mảnh đất này. Komodo tuy là một cỗ máy săn mồi đáng sợ, nhưng chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng chúng là những sinh vật tuyệt vời do tạo hóa tạo nên. Để tránh tương lai các chương trình động vật sẽ chỉ còn nói về con người, thì ngay bây giờ chúng ta phải bắt tay ngay để cùng nhau hành động bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ nhất như vứt rác đúng chỗ, hạn chế dùng túi ni lông, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng đến, vân vân và mây mây. Trừ một việc không hạn chế, đó là like, chia sẻ video này với bạn bè và nhớ là để lại dấu tích của các bạn ở phần bình luận phía bên dưới. Còn muốn trở thành người đầu tiên khám phá những chương trình mới nhất, hãy bấm ngay nút đăng ký kênh và nút chuông nhỏ nhỏ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình ra trong tương lai. Trong lúc thuyết minh, nếu có gì đó bối rối và sai sót, đôi lúc xuất hiện quảng cáo khiến cho các bạn giật nảy mình hút tà tà, thì xin các bạn hãy bỏ qua cho, vì tiền không mua được tất cả, nhưng không có tiền thì nghỉ đi, nghỉ đi. Ê, 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 các bạn ơi, đừng đi, mình chỉ đùa thôi. Mình vẫn phải cố gắng làm video cho các bạn xem chứ. Làm người ai lại làm thế, đúng không nào? Thế thôi, mình lại cảm ơn các bạn một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào các bạn, mình ra. This is great.